Trời ơi, đây là một cái miếng dán cầu mà chú Năm cũng đã từng vớt ở dưới sông Dầm Nao nè cả nhà. Ô quá, cái này là bị cái gì mà lủng lỗ đây nè. Ô, miếng dán này chú Năm cũng đã từng vớt ở dưới sông luôn đó cả nhà ơi, cũng dưới sông Dầm Nao mình nè. Thì mình sẽ đi vào cái khu điêu khắc của chú Năm đây. Thì trước mắt mình đập vào là một cái hình tượng khá là đẹp luôn cả nhà. Wow, cái này là kêu bằng hình con cá mà đầu người, rồi ở dưới là thằng Kim Quy, ở đây là thằng Kim Quy, khá là đẹp luôn cả nhà. Qua chân nè. Ồ, người thợ lặn có cái tay điêu khắc khá là đẹp luôn. Rồi mình sẽ đi vào bên trong để mình tìm hiểu thêm những cái hình ảnh khác chia sẻ đến cả nhà ha. Do trong đây là nó cũng hơi tối, cả nhà xem cũng thông cảm nè. Chỗ này hơi tối rồi cả nhà. Wow, cái gốc này là cái gốc gì chú Năm? Gốc dầu đó. Ồ, gốc cây dầu này hả? Ồ, cái gốc cây dầu nè. Mà chú Năm ông chạm khắc những cái tượng Phật, cái tượng này là con đĩa ha. Đâu đâu, ông cọp đâu. Ồ, bên đây là ông cọp nè cả nhà. Ồ, chó nè. Rồi chó luôn. Cá ha, người cá nó hơi tối ha. Còn hết nè. Trời ơi, con heo nè. Một cái cây mà chú cứ chạm khắc khá quá nhiều nè. Luôn. Con rắn nữa. Mèo nè. Trời ơi. Cái này là như vậy làm rồng nè. Bao nhiêu con vậy chú Năm? Trời ơi. Đây con nữa. Ồ, vậy là cái hành chính là con rồng ha. Thấy con nào giống luôn, nó giống là chú Năm khác thôi. Ồ, có cắt kè luôn. Con trâu chứ, trâu. Con trâu. Cái đầu nghe cả nhà, cái này cái sừng nha. Đây là tắc kè. Wow. Một người thợ lặn mà có cái biệt tài rất là khéo tay, cũng như là những cái nghệ nhân mà cây này mà mua về làm đủ thứ hết trơn. Chạm khắc đó. Thì cái cây này á, những cái người mà chơi mà đồ cổ hoặc là những người chạm khắc đó. Lấy chạm nào lên đó. Sông Dầm Nao đó. Đặc biệt cây này là cây dầu ở dưới sông Dầm Nao đó. Thì cây này mình có bán không chú Năm? Ví dụ á. Ví dụ ai cũng bán. Dạ. Vậy là mình chơi. Cây này tính ra trăm năm hơn á. Nhưng cái cây cái cây này mình thành phẩm chưa chú Năm? Chưa, phần nửa chừng là dân dở bỏ đó. À, chưa có thành phẩm ha. Wow. Nếu ai muốn càng mua thì cho mình làm lại. À, ví dụ mà cả nhà có xem được video này, ai có thích cái cây này thì cứ gọi đẹp đó, cái dáng đẹp đó. Số điện thoại trên màn hình thì mình sẽ dẫn tới đây để cả nhà xem, để mà thích thì giao lưu cái cây này với chú Năm ha. Rồi mình sẽ lên nhà chú Năm chia sẻ những câu chuyện cho cả nhà xem. Rồi thì con chào chú Năm. Cũng nghe được cái tin đó là chú Năm làm thợ lặn. Thì chú Năm có lặn những cái chiếc ghe ở khu vực sông Dầm Nao mình đó. Thì nghe nói là cái ghe gạch đó là cái thời đó mình lấy như thế nào, thì nhà chú Năm chia sẻ cho bà con nghe ha. Ghe gạch mà nó bị chìm ở dưới cái sông Dầm Nao mình thời đó là mấy mà chú Năm có từng lấy đó chú Năm? Có chiếc ghe gạch chìm ở cái chân chỗ sạt lở mình luôn. Là năm đó chưa sạt lở nha. Ồ, ngay chân cái búng luôn hả? Chân búng luôn mà nó cạn cái đó chứ, nó vậy chứ hồi đó nó không có sâu. Dạ. Người ta kêu lấy, rồi lấy bữa trước được chừng hơn nữa chiếc ghe gì gạch đó. Dạ. Rồi bữa đêm sau lại nó bồi mất gạch trơn. Trời ơi. Rồi lấy không được. Đâu mà mau dữ vậy chú? Bị chỗ đó nó đang bồi. Dạ. Yeah. Rồi thôi gỡ dây bỏ. Khi mà chú lặn xuống chiếc ghe gạch đó là cái việc đầu tiên mình làm là như thế nào chú Năm? Thì mình xuống dưới rồi mình khám phá, ví dụ nó còn lấy được chiếc ghe lên cho người ta nguyên vẹn thì mình lấy.
mình đi vòng vòng à, lặn vòng vòng kia đó mình coi nó có bể hay không vậy đó. Yeah. Còn nếu mà nó bể quá mình lên nói chủ, nói bể quá rồi lấy lên thì mấy ông không có xài dụng gì được thì kể như bỏ. Đi ghe chuyến đó rồi nó bồi mau quá, mau mấy bữa bồi lúc nó tiêu. Trời ơi. Một lúc cái ghe luôn mà sao lấy? Bỏ luôn. Cái ghe vậy ghe nằm trước luôn hay chứ nào? Dạ. À. Ghe đó là bao nhiêu tấn chúng nằm nhớ không? Ghe đó cũng cả 150 tấn gì lận. Trời, vậy là chở đầy ghe gạch đầy luôn. Đầy ghe gạch luôn. Thì con lại tới đó cũng cũng nước cháy lật đó. Tụi con nghe nói là cái ghe gạch nó nằm ở dưới đó, nhưng mà tụi con không có biết ai ấy nên bữa nay con tìm đến rồi chú chú nằm đây hỏi thăm. Thì đó tụi có lấy được con ngày một à. Ngày dạ. Sau bồi mất luôn. Thì cái dòng nước xấy ngay chăn bún dầm nao mình ngày xưa là nó dữ tợn dữ lắm hả chú Nông? Dữ lắm, ghe xuồng đi ngang hồi xưa hồi tôi còn trai cỡ 18, 19 tuổi đó ha. Dạ. Là ghe dưa hấu gì đó là nó chìm, ngày nào cũng có ghe dưa hấu chìm. Rồi ra vớt người ta rồi dưa hấu đó, vớt lên vô cho kè đem vô bờ cho người ta, rồi dưa hấu trôi lỡ ngỡ. Rồi những người dân đi giăng câu giăng lưới rồi cũng lụm lai gai hả? Lụm lai gai xuống nhau buông câu lại vớt. Kẻ thì vớt lấy ăn, người cười trả lợi đó. Yeah. Cái đó là mình không trách được tại vì nó cho quá trời nhiều rồi, rồi nó, mình trả cũng biết đâu trả. Biết đâu rồi. Yeah. Không trách bà con người đời, ta ăn người ta lấy. Ồ, ghe dưa hấu hay là hoặc những ghe trái cây rồi mà đi ngang cái bún đó người ta không có biết, người ta chạy sát vô hả chú Long? Chạy không biết, chạy ngang đó là nó xén cái là gãy bánh lái, thôi lạc lái là chìm à. À. Rồi nó hút hay sao? Nó không hút, nó quay cái lạc đang kìm nghe chớn vậy hả? Dạ. Lại đó nó quay bất ngờ cái nó giật ngang gãy bánh lái rồi lật chìm. Quay bất ngờ hả? Quay bất ngờ. À như vậy là cái có khả năng chìm rất là cao rồi. Trời chìm dữ lắm. À, đi vô cái dòng sấy đó là tự động cái dòng sấy đó. Có năm đó nó cái bè cá đó. Dạ. Nó vòng lại ngang đó đó, nó sấy một cái mà lật luôn cái bè cá luôn. Trời. Chìm luôn. Chìm lật bè cá luôn. Trời ơi. Rồi tôi mới về vòng vô bờ, vòng vô được tới dưới kia kìa. Cái bè mà nó dữ tợn như vậy mà còn chìm luôn. Chìm, lật luôn, nó sấy lật luôn, chứ phải thường đâu. Nước nó dữ dằn lắm. Chắc cái ghe gạch đó cũng vậy, cũng khả năng đó. Ghe gạch thì nó không có lần đó, nó lần chỗ vịnh cái chỗ mà cái sạt lở đó. Dạ. Đó chỗ đó nó cũng sấy lắm. Dạ. Nó sấy cũng mạnh lắm. Đã lơ mơ cũng ghe chuồng nó cũng lật. Chương trình ta lội đã. Vậy là nghe chăng cái bún nhầm nao đó là theo con nghĩ là những cái chuyện tâm linh là nó có dữ tận gì ta bây giờ thì ấy chứ hồi xưa là người ta đi ngang chỗ này là ta gian giá dữ lắm. Dạ. Mấy giờ khẩm rồi nghe, gian giá sợ. Cái vụ vàng nhất ở dòng nào nổi tiếng luôn vậy. Ừ. Có năm đó mà ông Năm Hơn nói vụ Năm Hơn đó em. Dạ. Ông lãnh cái gạch đó đó, ông lặn không lấy từ càng xé gì đó. Mà ghe lấy đâu 4-5 ngày không có thủng gì ta chứ. Trời ơi. Ừ. Rồi người ta mới lên kêu tôi nè. Dạ. Lên kêu tôi lấy có thằng lơi quẹo đó, mấy chú chắc không biết lơi quẹo quá. Lơi quẹo như này nè. Dạ. Lấy tôi hàng cái bội khoảng chừng 1.5 feet vuông vậy nè. Dạ. Vuông vậy nè. Tôi lấy một cái là 400-500 cục, 400-500 cục á. Tôi lấy có 2 ngày là rồi với kia người ta. Vậy là mình lặn xuống dưới đó, rồi mình chắc gạch vô chắc trong gạch vô cái đó. Bội. Vô bội rồi cái có con chục cái con chục ghe cào dàn chơi đó. Dạ. Chơi lên, rồi chơi lên cái lấy lên. Mình gịch dây hay là sao? Dây đó mình kéo lên. Không có ý nghĩa là mình có nổi lên hay là mình làm tín hiệu gì? Ở dưới này là làm 2 cái bội lên. Dạ. Lấy cái bội kia lên, cái bội này buông xuống đó, rồi mình lấy làm lại bỏ vô. Khi mà mình chắc đầy cái bội đó mình giật dây dây lặn là có một cái tín hiệu bị có ở trên người cầm dây lặn đó. Dạ. Giật dây lặn rồi trên này ta kéo lên kéo lên rồi cái bội kia buông xuống. Một lần lặn là chúng ta lặn có bao nhiêu lâu phút mà. Lặn chắc người ta lặn cả tiếng, mấy lần tôi lặn nửa tiếng à, là nó xây móng ngà. Mình lặn máy hả chú? Lặn máy thôi à, chứ đâu lặn hay không. Một tiếng rồi không giữ gì chứ. Có những người thợ lặn mà lặn xuống rồi người ta nổi lên cái người ta bị mà ra máu mũi đó chú. Cái đó là bị nổ lỗ tai rồi đó. Cái đó có. Là những cái việc đó là như thế cái nào? Cái đó nó bị như nó bị cái hơi nó dồn lên cái lỗ tai nè. Rồi nó không có ra được cái nó nổ. Còn tôi thì bị tôi biết. Tôi nắm bấm mũi vậy nè, tôi khịt kêu cái ép hơi nó xì ra hai lỗ tai này nè. À. Xuống nữa. Xuống nữa xuống một hồi phẳng phẳng chừng 4-5 thước nó nhức lên nữa cái xịt cái khịt cái hơi nó phì ra. Còn mấy người nào không biết khịt là cái hơi nó ém đó nó mới nổ. À. Người ta học mà sao không có thầy dạy hay sao? Cái đó là không có thầy dạy. Cái đó là bản năng ha. Ừ. Bởi nó mới vậy, giờ hơi không gì nữa. Và lặn hơi máy gì nữa. Nếu mà không khịt là lặn sâu không khịt là nổ tay à.
khi mà lặn sâu là thường là bị nổ lỗ tai. Bị nổ. Ừ. Mà tôi đó giờ lặn bị nổ, bởi vì tôi khịch rồi nó ra hơi rồi được rồi nó không có nổ. À ông chú Hai Sắt ổng bị nổ lỗ tai. À bởi vì nó không có kinh nghiệm. Mới lỗ tai. Ông mới làm mà. Nó làm sao tôi lâu lắm. Dạ. Mới làm nó làm chắc cả hơn 10 năm nay vậy. Dạ. Thì cái lúc mà cái khu sạt lở đó mà lở xuống đó là cũng nghe nói là có rất nhiều thợ lặn mà xuống lặn tìm đồ đó có không? Có chắc ta mướn lặn cái dàn tải đó nó có nói không? Vậy, có nói dàn tải. Có mướn lặn dàn tải nó qua lò gạch đó. Ờ rồi à. Mấy ổng không phải dàn tải của nhà máy lúa. Nhà máy lúa chứ quên. Ờ rồi mấy nó xuống đâu cà phê hay gì rồi mấy ông ở xã đó mấy ông hay mấy ông lại la không cho lấy. Ủa là sao chú? Mấy ông sợ như là nó lỡ thêm nữa hay là nó bị nguy hiểm gì đó mà không biết. Giống như là dưới đó nó có cái gì đó bí ẩn người ta cũng xả ta cũng không biết. Vì gì đang chặt lỡ mà. Dạ đúng rồi. Đâu cho sợ lại đó là mình nguy hiểm thôi. Ừ, không cho ai nữa đó lặn chứ. Thôi chứ không gì chứ. Chứ nói đợi lặn lại mò đồ nhóc là không có rồi. Thì mấy ông không có cho. Mấy ông không cho lại. Ừ. Cái nhà đã như bỏ luôn. Cho nó gớt cái dưới đó là hình như là đâu 3-4 chiếc xe gì đó. Cũng đâu không mà là 2 chiếc rồi. Trời ơi. Xe Honda mình hả? Đã. Còn phe kia hai chiếc nữa là 4 chiếc. Ở đâu vậy? Đâu có cho mò. Không cho mò luôn. Dễ gì không cho mò. Nguy hiểm. Nguy hiểm lắm, thà bỏ cổ chứ ai mọi người. Vậy là một cái thông tin này được hé lộ rồi. Là con cũng có chia sẻ những cái ông lão nhà ông lão chia sẻ thì cũng không có nghe về cái những chiếc xe mà nó đã chìm ở dưới cái còn mấy 4 chiếc khu vực này là 4 chiếc. Mà chiếc gì chị tôi không hiểu. Chiếc xe trăm mấy triệu. Đâu thằng đó nó giàu mà bị cái nhà nó nhà nhảy đó xe 100+ triệu luôn nhà biệt thự á. À là cái nhà biệt thự đó hả chú. Ừ. Kỳ đó mà con coi ở trên mạng á mà con thấy mà rùng mình luôn á. Ừ, nơi hôm nó đang lỡ sụp lún chú từ 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 chứ nó không có lật sao quay được cảnh nó luôn hay hay á không biết hay chứ mà... ai nấy la làng hết trơn mà sao mà quay được cảnh hay đó vừa nó nhanh dữ trời. Ừ. Mà lỡ nhanh lắm nha tàu bên đây tôi dòm thấy như là nó lỡ hết mấy cái nhà rồi nha. Dạ. Dòm qua là nó còn đang lỡ mấy cái nhà nhỏ cái bắt đầu cái nhà của đâu nó sụp xuống nó trời ơi chết rồi quá khứ rồi có nhau, dòm. Có người ta nói là ở dưới cái chân đó là lúc đó là có một cái hang là ta nghĩ là một là cá hai là 6-5 chèo nhưng mà mình không có tin về 6-5 chèo cái đó chỉ nghĩ là hang cá thôi không biết ai lặn là sao thì mình không biết chứ tôi có lặn cái đó. Dạ. Có lặn mà không có hang gì đâu vì mình lặn hay lặn người thì mò chỗ này người mò chỗ kia người đó ta mò ta gặp mình không gặp rồi nhá tôi không gặp những hang mà theo như con nghĩ là mình người dân bình thường đi mình nghĩ cái chỗ đó mà nếu mà có cái hang nó mới sụp chứ không có hang làm gì nó sụp được. Ừ. Mình không biết được cái đó là vô gì không biết không biết nên mình chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi mà nhiều khi giờ nói chung là cái hang thì tôi không biết cái như vườn đất dài dài dưới này nè nếu tự nhiên thôi. Dạ. Tự nhiên à thì nó muốn sụp thì nó sụp à. Ủa, dài sao? Dưới này ờ dài xuống dưới này nè nó sụp một cái nửa công một công mất nhà luôn người ta luôn. Ờ tự dưới à nó bình thường thôi chứ không có hang có mà khi đó là trước khi sụp á là có ai chứng minh ở chỗ đó là có hang hay không hay hoặc có ai lại lại chỗ đó lặn hay không cái đó thì lưới rồi kia thả hoài chỗ đó thôi chứ cái lặn thì đâu có ai đâu nó lặn làm gì. Dạ. Là tự nhiên là sụp. Tự nhiên sụp. Sụp rồi thì mấy ổng cũng đóng cừ lại phải chi mà nó sâu rồi mấy ổng đâu có đóng cừ được. Mấy ổng cũng đóng cừ lại mấy ổng bảo vệ nữa. Còn cái khu mà sạt lở quốc lộ 91 mình đó trên. Chỗ đó là sâu dữ đó. Chỗ đó không biết luôn vì chỗ đó là trên 4 giờ nào. Ghê lắm kìa, chỗ đó nhìn ghê lắm. Chứ cái con sông đó nó cạn hơn cái chỗ dầm nao dữ lắm. Dạ cạn hơn, cạn. Nhưng mà cái giọt nước ở bên đó là nó đạp mạnh hơn. Nó đạp mạnh. Bởi vì ở trên kia nó đạp gì đó bị cái cua đó đạp. Dạ. Ngay cua đó à, khắc phục là nghe nói là mấy ngàn tỷ à. Là cái khu quốc lộ 91 bây giờ là hiện tại là chưa có hoàn thành nữa. Ừ. Chưa hoàn thành mà mấy ông làm thì chứ mấy ông bỏ rồi đâu có xe chạy đường đó ở trung ương trong rồi chi xuống hai lần luôn đó đi trong tiền mấy ông làm lại đang bảo vệ nhà cửa đất lộ khá do lỡ thêm thôi chứ mấy ông bỏ rồi. Dạ. Ở gần đây mình sẽ có sợ lỡ không ta ở quen rồi cũng thủ ha thủ cái gì chạy chứ chờ biết chờ giờ dùng đất cát không có rồi ở thí mà. Dạ. Thì chứ ở đây là mình ở gần mấy sông cái cồn nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Cồn này cũng nguy hiểm. Dạ. Này nó bị cái cồn. Dạ. Chú đã ở cái cồn mà chung là con cũng nãy mấy ông thợ lặn thiệt cái chứ xuống dưới là sợ lắm kìa.
Những cái ông sợ lặn mà lặn xuống là những cái chỗ nước sâu là rất là sợ luôn á. Theo mình không lặn nhưng mà mình suy nghĩ, mình cái người đầu tiên mà mình lặn xuống mà xuống giọt nước á, cái thứ nhất là mình sợ là cá hay là hoặc cái gì kia. Mấy cái người mà mới cả như mới lặn đi. Dạ mới lặn. Không dám không? Đó. Không dám. Cho nên quất nó mới có cái gì. Tôi rồi đó có ông anh hai nè, sắm cái ghe để nói cho nghe. Sắm ghe chạy gà đó. Dạ. Là ông anh hai, ông anh thứ hai đó. Dạ. Chắc thằng đệ nó có quay lên rồi. Dạ biết rồi. Ông tập lặn đi. Dạ. Bởi vì tôi lúc đó đâu có 14 15 tuổi à. Ông tập lặn, mình tính quý quyết cho ông lặn mà, chứ mình đâu có lặn đâu. Dạ. Mình tới chừng nào ông nghỉ rồi mình lấy lặn tí mẹ nó chơi vậy. Lặn là cũng được cái thôi rồi ông không, không quan tâm. Chơi xuống Vĩnh Long chạy cái nó mắc gốc đi. Xuống biển sông Lạ đó. Đó tập ở đây, sông Lạ ông sợ. Ông sợ cái ông lặn không được, mắc gốc rồi nó, nước nó chảy nó gách cả lưới đi gách cái chài đi. Ông già ở trên ông chất lưỡi hít hào à. Ông nặng xuống hỏi là nặng nó lên hoài. Tôi mới thấy vậy thôi, lấy gì lặn lặn. Lặn thí mẹ được, gỡ được lên rồi, từ đó sao tôi lặn, ông có lặn đâu, ông nghĩ luôn. Ông sợ, ông đâu có dám. À, ông lại sông Lạ ông sợ hả? Sông Lạ ông sợ, trời nói gì chứ lại sông Lạ ớn lắm. Tôi đó xuống chạy ở Vĩnh Long quen ngang. Yeah. Cái lúc đó đi về cái gì dòng đường Cần Thơ nè. Cái đi chài cũng chài dài dài về đây nè. Úp, không biết cái lặn dưới đụng cái gì nó tròn tròn chới giới đỏ luôn. Nhớ tới giờ chứ cái đó mà theo mà nếu mà lấy là tiền không á. Dạ. Không biết cái gì đó chứ tiền á là cái nó cứng hay là nó mềm. Nó cứng mà lắng lứt à. Rồi chới giới gỡ cái chài bỏ luôn. Cái đó cũng đồ quý mà mấy cái gì. À. Bởi nhớ tới bây giờ tôi nhớ quan điểm đó mà tôi tiếc á. Tròn tròn giờ, mà bây giờ mình to không chú? To lắm. Có khoảng một ôm á. Wow. Bây giờ đó năm nay mình cũng mới lặn sợ chứ gặp bây giờ ấy giờ tiếc hoài vậy đó. Bây giờ kiếm đồ ra. Ờ, bây giờ kiếm chứ tao lấy không kìa. Xưa những người ta buôn đồ cổ không chừng. Ừ. Hồi hôm tôi lấy cái bơm nước ở dưới gạch cát này, cái bơm nước mà cả khoảng 2 người ôm gì nè. Dạ. Tôi lên tôi bán được 1.4 triệu mấy chục ngàn. Dạ. Hết biết cái bơm hết hụng. Bơm với ôm gà cái hết hụng. Bơm nước là cái bơm nước gì chú? Cái bơm nước người ta bơm chạy hầm cá cha đó. Yeah. Cái đuôi dưới sông, đuôi dưới đó, rồi chạy lên cái bơm trên đó, rồi nó vuột á. Vuột ra ngoài rồi nó bỏ. Vuột mà cũng sâu quá, ta lặn không được, ta bỏ. Thì ta theo như ta lấy ta mướn mà này nó không mướn. Ừ. Nó mướn thì tôi cũng lấy vậy. Chung yeah. Nghe kể cái dưới lấy sông thôi mình đã nổi ra gà không chi. Ở dưới sông nói chung là lặn dưới nhiều cái cũng ớt có năm đó tôi nhớ tôi cũng chạy em. Cái sợi dây luộc mà thứ của mấy xà lan mà nó quấn nó thắt bính đó. Lớn kìa nè, úp cái chài dính vô cái gốc đó rồi nó nằm chỗ gốc đó. Dưới tôi gờ một cái tôi hồn dĩa lên mây tôi nổi lên cái cọng gì cọng dây luộc. Dạ cọng dây luộc hả? Phần mới lớn vậy nó như con gắn vậy đó. Ồ. Hết hồn cái dĩa nổi lên nhớ chực mấy gì còn mà nếu mà con gì cái hơi lặn của mình nó chạy mẹ đâu có đó đâu. À. Nhảy xuống dưới tôi lặn lại tôi lấy buộc lên rồi dây đó 5 ký mấy có nó khoảng chừng 3 thước mà 5 ký mấy. Trời ơi. Dây đó là nó bằng ni lông hay ni lông nó thắt đẹp nó như thắt bính vậy đó. Yeah. Dòm thấy gỡ tới hết hổ chứ. Ba thước mà cách sao mà nó gớt gì chứ không? Vậy đó cũng như nó bỏ bị cục quá đâu có xài gì. À nghĩa là cũng dây xà lan rồi ha. Nó đứt hay gì đó nó bỏ cái xà lan. Vậy là mình lặn cái sông mình đó hồi xưa giờ mình có mò được cái những cái món đồ nào mà nó có giá trị không chú nào? Chưa có cái đồ giá trị cây cối được không chứ không? Hoặc là có những cái vật gì mà nó lạ không? Không có gì lạ luôn đó. Chưa, không có dính cái gì đã. Cũng như là đa số là cây là nhiều cây, ha. Cây thì nó dễ mò dễ đụng. Ừ. Còn những món đồ cổ hay là những đồ cái cổ đồ nó lạ nhỏ đâu có đâu. Nó coi như nó nhỏ nhỏ rồi kia mình có ít đụng chắc nó bị chìm bị nhấn chìm á. Ừ. Tại cái dòng sấy dầm nao mình đó là lúc trước là thôi nó chìm coi như đồ quý dưới nhóc á. Chìm như là ăn gỏi gì thôi chứ không. Trời ơi. Hồi đó hồi xưa hồi tôi còn cỡ 23 tuổi mà thời về kỷ lục về lễ 18 tháng 5 đó. Yeah. Lại tới đó một cái phát la nó phát cũng như đang cho mà dân ở trong này thủ nếu nó có chìm ra vớt đó. Tôi tờ mà khi 1 năm 2 năm có lật 1 chiếc 2 chiếc về kỷ lục đó. À, sao chỗ đó người ta không có phát cái cảnh báo gì hết chú nào? Cảnh báo gì hồi xưa có như cái là hồi xưa mình không có tiến bộ. Yeah. À, bởi vì bây giờ nó có cái đội trục vớt á. Yeah. Trục vớt như bây giờ ở bên voi bên voi chạm nó có cái đội trục vớt như là chìm này kia cái đội đó ra nó vớt cứu á. Yeah. Còn hồi xưa mình không có tân tiến rồi không có thông qua không biết chỗ đó đâu.
hay như mình để biển cảnh báo là mình làm những cái phao nổi đó, phao nổi ta biết rồi, cách khu vực đó là xa ra đó rồi cho ta không dám lại gần. Thời trước không có tân tiến bây giờ thấy không, phao nổi nó để dài xong nhóc hết trơn, cảnh báo chỗ cạn rồi đó. Những cái phao nổi bây giờ là những chỗ cạn hả? Nó để cho phao nổi gì là phải chạy ra ngoài phao nổi là phía trong nó cạn đó, nếu mà không chạy vô đó, nếu mà chìm rồi trong đó là mấy nhà nước ta không có mà chi trả bảo hiểm. Vậy ha. Vậy là cái đó là cái lực giao thông đường thủy. Giao thông thủy đó. Phải chạy ra ngoài, bọc ra ngoài, ở đây cái gì chạy bọc ra ngoài cháy nổi đó, chỗ nào nó bỏ chạy bọc ra ngoài đó. Yeah. Còn chìm rồi cháy nổi chở vô bờ là bảo hiểm không có đóng, không có thường. Yeah. Bỏ. Mọi gì cũng cảm ơn chú Năm cái là gì. Giờ thăng tiến giờ đó không có thăng tiến bởi lật chìm hoài. Cảm ơn chú Năm chia sẻ những câu chuyện rất là hay, gửi cho cả nhà cùng xem ha. Cô nghe nói